Điều tôi ấn tượng bởi khi học cái chương trình này đó là tôi được đào tạo bằng một cái giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tôi được tham gia chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, được học với những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong ngành, đặc biệt là những người đang làm việc ở bên Mỹ. Tôi đang làm việc ở trong một môi trường được tiếp xúc với rất là nhiều người nước ngoài, giúp tôi có thể bổ sung cũng như trau dồi cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Mục tiêu hướng tới của tôi 5 năm nữa đó chính là có thể làm việc ở trong một khách sạn 5 sao đạt quy chuẩn quốc tế và được học hỏi và trau dồi nhiều hơn kỹ năng của bản thân. Trong những năm học tập ở trường thì tôi được tham gia rất nhiều hoạt động. Tôi được tham gia trao đổi chia sẻ với các vị CEO, tổng giám đốc của tập đoàn JW Marriott, giúp tôi có thể có một cái định hướng rõ hơn về những kỹ năng mình cần phải chuẩn bị sau này để phục vụ cho cái định hướng nghề nghiệp của chúng tôi sắp tới. Về cơ hội đi thực tập thực tế, các em sẽ có cơ hội được đi thực tập thực tế ngay từ năm đầu tiên, được thực tập tại các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam, ví dụ như Vietnam Tourism, Hà Nội Tourism, vân vân, thực tập tại những khách sạn hàng đầu của cả Việt Nam và trên thế giới, ví dụ như là khách sạn Meliá Hà Nội, JW Marriott, Sofitel Hà Nội, vân vân. Chúng tôi cũng rất tự hào thông báo với quý vị học sinh và các em sinh viên là chương trình đào tạo cả chuyên ngành quản trị khách sạn và quản trị du lịch ở trường Đại học Troy sẽ được giảng dạy, học và học tập 100% bằng tiếng Anh. Khi mà nhà tuyển dụng căn cứ trên hai cái tiêu chí chính, cái tiêu chí thứ nhất đó là cái tiêu chí về kiến thức và cái tiêu chí thứ hai là tiêu chí kỹ năng, sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về ngành, hiểu biết về lĩnh vực lao động. Và các cái thứ hai đó là các cái kỹ năng, thì kỹ năng thì đó là cái sự vận dụng của các cái kiến thức vào cái trường hợp công việc cụ thể. Tuy nhiên thì có những kỹ năng cũng phải cần, ta hay nói là kỹ năng mềm, ví dụ như kỹ năng về sử dụng ngoại ngữ, sử dụng tin học, kỹ năng về giao tiếp chẳng hạn ấy. Đấy là những kỹ năng mà giúp ích rất nhiều cho người lao động trong cái quá trình lao động tại một cái doanh nghiệp du lịch hoặc là khách sạn. Ngành du lịch tại Việt Nam và trên thế giới thì đây là một trong những ngành có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất so với các ngành khác. Tại Việt Nam, một trong 10 quốc gia đứng vị trí thứ 6 và có tốc độ tăng trưởng về du lịch là cao nhất trên thế giới. Và du lịch Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế và thu hút nhiều những nhà đầu tư du lịch đến Việt Nam, đặc biệt là trong cái ngành kinh doanh khách sạn. Cái nhu cầu lao động đối với ngành khách sạn và nói riêng và cơ sở lưu trú, kinh doanh cơ sở lưu trú nói chung, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì cũng đã nhận định con số dự báo là năm 2030 chúng ta cần ít nhất là 8,5 triệu lao động trong ngành, trong đó thì khoảng hơn 3,5 triệu lao động là trực tiếp, mà phần lớn thì là theo chúng tôi là cái lao động trong cái ngành khách sạn. Cái tốc độ mà phục hồi du lịch sau Covid như hiện nay thì tôi dự đoán rằng là mỗi năm ngành du lịch Việt Nam cần cái thị trường lao động trong cái ngành du lịch và đặc biệt là trong cái ngành khách sạn thì cần khoảng 100.000 lao động. Có thể là các bạn sinh viên hoặc là phụ huynh của chúng ta khi mà trước khi lựa chọn và đăng ký vào học cái ngành quản trị khách sạn hoặc là ngành du lịch thì chúng ta có thể là chưa có nhiều cái thông tin về cái ngành học và cái cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như là cái môi trường làm việc trong ngành. Và ngành du lịch một cái ngành đặc thù, nó nhạy cảm với cái việc mà thay đổi về môi trường, về bệnh dịch, về chiến tranh. Do vậy mà trong cái quá trình phát triển có đôi lúc nó bị ảnh hưởng, đôi lúc nó bị những cái rủi ro đem lại và có thể nó bị ngừng hoặc nó bị phát triển âm trong một thời gian, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đấy là rất là tạm thời. Và cái xu hướng chung ngành du lịch trên thế giới vẫn là cái xu hướng phát triển và phát triển nhanh.